Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 29 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng chính quan trợ mệnh giúp công việc của người tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản trí. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh không được thuận lợi. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những cơn sóng ngầm, dù không ai trong hai người nói ra nhưng tình cảm đã phôi phai từ bao giờ. Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ bạn vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn đừng cố gượng ép bất cứ thứ gì trong tình cảm nếu không bạn sẽ là người tổn thương đấy. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Mưu sự lớn lao gặp nhiều bất lợi, không nên vội vã tiến hành hoặc quyết định nhanh chóng. Mong cầu tài lộc có sự sai hẹn, chậm chạp. Sức khỏe không tốt, có tin buồn của thân nhân. Cẩn trọng khi đi đường, gặp rủi ro về xe cộ, máy móc hoặc hao tốn trong việc sửa chữa, đi lại, đám tiệc. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng tai nạn rủi ro tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên cẩn thận trong mọi hành động chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt ngày có nhiều sự thay đổi biến động công việc tin tức đến dồn dập không nên sợ những áp lực từ bên ngoài cần phải nhẫn nại ngày thuận lợi cho việc thay đổi sửa chữa tu bổ đi xa tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có thể người cũ việc cũ sẽ quay trở lại khiến mình phải bận tâm tiến hành nên xem xét lại hoặc dò xét xem những mong muốn thay đổi theo thực tế ngày có nhiều bận rộn và khó có một quyết định kết thúc có cuộc gặp gỡ hoặc có tin tức người thân bè bạn ngày có sự buôn ba có tài lộc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, nên chăm chú vào những công việc hiện tại có tính cách riêng tư, không nên bàn ra tán vào những chuyện không hay của người khác dễ làm ơn mắc oán. Nếu có ý định thay đổi công việc hoặc đang gặp trở ngại cũng không nên quyết định nhanh chóng. Ngày có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn, tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có tiền bạc. Tử vi tuổi Sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi sửu hôm nay có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong chuyện công việc. Sự tất tương hình, công việc trục trặc lại thêm có kẻ buông lời thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của bản mệnh, khiến cho con đường sự nghiệp của bạn gặp phải không ít khó khăn. Thêm sự xuất hiện của thương quan khiến bạn dễ bị mất tập trung bởi những chuyện xung quanh mình, để cảm xúc dẫn đường làm việc theo cảm hứng nên hiệu suất giảm sút khá rõ. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình, bạn có thể bị cấp trên khiển trách vì thế nhưng bản mệnh lại bảo thủ, cố chấp và cứng nhắc. Bạn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà làm những việc khiến nửa kia rất buồn và thất vọng. Tình cảm của hai bạn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào bởi sự ích kỷ của chính bạn. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Chưa phải là lúc làm mạnh. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Cũng không nên quyết định ngay cho công việc mong muốn, phải chờ vào một ngày khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần. Có chuyện làm ơn mắc oán, ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói, viết thư nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi bất hòa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu, ngày có tin tức ở xa hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp, gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Có tin tức thay đổi về công việc, cũng như về chuyện tình cảm. Điểm tốt hay xấu chưa biết được, phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi. Sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu, sẽ không có lợi. Cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên vướng vào những công việc hoặc tình cảm mà mình không có dính líu quan hệ nếu chính là chuyện của mình thì nên nhẫn nhịn lấy sự hòa thuận làm đầu để giải quyết sau mới dùng đến nguyên tắc ngoài ra chỉ nên chăm lo đến những công việc hiện tại hoặc những công việc đã có dự tính tài lộc trung bình có tin buồn tử vi tuổi dần Tam hợp cục mang tới thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi dần nhờ những suy nghĩ đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn. Lại thêm thiên ấn nhập cục giúp những chú hồ rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Hôm nay quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn, theo tử vi hàng ngày cho thấy phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ỷ lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chảnh mạng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé. Ngày hôm nay, các cặp đôi hãy dành thời gian thêm cho nhau. Trời mùa thu đang đẹp, không khí lãng mạn ngập tràn, ngại gì mà không tạo thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau, xóa tan khoảng cách để tình yêu thăng hoa rực rỡ hơn nữa. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Có tin tức về chuyện tình cảm ở nơi xa, hoặc nhà có khách bè bạn đến theo lời hẹn không nên hấp tấp vội vàng quyết định nhanh chóng, kết quả sẽ không tốt. Có tài lộc, có tin xấu về sức khỏe, công danh của người thân. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc, gặp trở ngại. Chuyện tình cảm chớ nên dây dưa không tốt. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều buôn ba, lận đận khó khăn nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc nếu cố gắng cũng đạt được kết quả. Đề phòng rủi ro, bất chắc, tai nạn, có tin buồn. Sức khỏe không tốt cẩn trọng, có sự thư kiện, tranh cãi, hoặc mít lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý, hoặc sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Nếu thấy có điều lợi hoặc tài lộc đến thì không nên tiếp tục, sẽ không có hậu, hoặc bị đảo ngược. Nếu không như vậy thì lợi và hại sẽ đi đôi đề phòng những tai nạn rủi ro bất chắc có thể sẽ xảy ra bất ngờ hoặc trong gia đạo có chuyện buồn đau ốm hoặc gặp rủi ro tai nạn nhất là các việc có liên quan đến xe cộ máy móc di chuyển tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay hãy hết sức thận trọng ngay cả vấn đề đi lại di chuyển cũng nên cẩn trọng ngày có sự đáo hạn định kỳ đến hẹn cần phải giải quyết có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất chắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng về bổn mạng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt. Tuy nhiên, ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ, thầy thuốc, pháp luật. Về tình cảm nên có sự hòa giải, nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi. Tài lộc còn chậm, dễ hao. tử vi tuổi mão hôm nay người tuổi mão có lục hợp quý nhân chỉ lối đường tình cảm thăng hoa rực rỡ con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tình duyên người độc thân đang có cơ hội thoát ế cực cao tình cảm gia đình được vun đắp qua từng ngày yêu thương gắn bó đoàn kết bên nhau gia đình là hậu phương vững chắc để những chú mèo yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp với người làm kinh doanh chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn vận may tài lộc của tuổi mão cũng đến từ đây hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé với người làm công ăn lương chính ấn giúp bản mệnh được đánh giá cao về năng lực cá nhân cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì công việc rất có thể trong thời gian tới bạn sẽ được giao thêm trọng trách cần cố gắng thể hiện để giành lấy cơ hội thăng tiến tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy mọi việc nên cẩn trọng chớ nên để tình thế hoàn cảnh sai khiến mình hoặc hấp tấp mà đạt được kết quả không như ý muốn mọi sự càng chậm càng tốt chuyện tình cảm không nên nói hết hoặc thật lòng dễ có sự thiệt thòi, hoặc hao tốn vì tiệc tùng vui chơi, mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. Chỉ nên xem đó là một dự tính. Không nên xuất tiền, càng nói nhiều thì càng bất lợi. Nên làm chủ trong công việc. Tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ có tin xa về tình cảm và có sự hứa hẹn về tài lộc quà tặng tiệc tùng nhưng cũng có sự hao tốn cần ngay thẳng trong công việc không nên dùng những tiểu xảo hoặc đốt giai đoạn chỉ làm cho rắc rối thêm trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý di chuyển đi xa bất lợi sức khỏe không tốt không nên dính tới chuyện người gặp thị phi tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nếu có sự gặp gỡ hoặc được tin tức mời hợp tác đầu tư nhận công việc mới thì nên chậm rãi chưa phải là lúc quyết định nên làm những công việc bình thường trong ngày có tin tức hoặc có thân nhân bè bạn đến thăm ngày có tiệc tùng đình đám mọi việc chỉ nên giới hạn không nên đi quá xa dễ hao tài tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chuyện vui chơi giải trí họp bạn đình đám nên có sự giới hạn kéo dài thì dễ gây ra chuyện không tốt nếu là về công việc nên cẩn thận có sự trắc trở mất tin chậm chạp hoặc có tin xấu ngày có sự gặp gỡ hội họp hẹn ước Tử vi tuổi thìn. Tất thìn tương xung, chuyện tình cảm của người tuổi thìn có phần xa sút Quan điểm cả hai luôn trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh. Cái tôi của bên nào cũng cao đến mức lấn át cả tình yêu dành cho nhau, cả hai đều cần xem xét lại thái độ của mình. Bù lại, thực thần lại báo tin vui tài lộc với những người làm nghề tự do. Bạn có thể kiếm được những mối đầu tư đầy triển vọng hãy nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp tránh để người khác giành trước mất trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng giá gạo nơi say nghệ tổ chim hoặc lồng chim do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có tài lộc có quý nhân giúp đỡ công việc đến thì nên nhanh chóng giải quyết không nên để chậm trễ sẽ mất cơ hội. Nghe tin xấu về bổn mạng, sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu. Sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng, thất vọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có nhiều việc phải buôn ba mới có tiền, hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn đề phòng mọi việc có trở lực bị cưỡng ép gia đạo bất an sức khỏe không tốt tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hay thuận theo thời cuộc có tin tức ở xa nhắc mình về cuộc hẹn lời hứa có quý nhân giúp đỡ Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, nên đề phòng sức khỏe, không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay. Có tài lộc hoặc có tin tốt cho công việc, có người đến báo tin buồn về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân nhưng không phải là chuyện lớn đối với mình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, tính toán gì cũng hay gặp sự trắc trở khó khăn, chậm trễ hoặc không biết tính toán nên tiến hay nên thoái. Sự quyết định nên để vào một ngày khác nên hoàn tất những gì đã có dự tính hoặc đến hạn kỳ. Có tài lộc, có tin buồn, tâm tình bất an. Tử vi tuổi tỵ. Tỷ kiên xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi tỵ báo hiệu bạn sẽ trải qua một ngày nhiều áp lực, lắm thị phi, tinh thần mệt mỏi. Trong ngày như hôm nay, bạn nên tránh kiện tụng, tranh chấp với người khác vì sẽ rất dễ nhận phần thiệt thòi. Tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, giải quyết bằng thương lượng, hòa hoãn vẫn là thượng sách. Bù lại, chuyện tình cảm của bạn vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi vấn đề rắc rối mà mình gặp phải để cùng nhau tháo gỡ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 24 âm lịch nhân thần ở vùng Thắt Lưng, dạ dày, kinh thủ Dương Minh Đại Tràng tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ châm trích tại vị trí này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa mọi việc nên chậm rãi giải, giải quyết và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến hoặc có tin ở xa nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm, làm ăn không nên để dây dưa sẽ có người khác nhúng tay vào hoặc sẽ có tin tức mới khiến cho mọi việc trở thành không có lợi, gặp trắc trở. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mít lòng. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn cho những việc cần thiết. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tranh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành, giải quyết những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều tin tức hoặc có khách đến bàn về công việc làm ăn, hoặc đính ước về các chuyện tình cảm. Công việc hay bị bỏ dở, phá ngang để giải quyết công việc mới. Nội bộ có sự phiền lòng hoặc có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Có tài lộc. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có nhiều tin tức vui buồn lẫn lộn về sự thuyên truyền việc làm, nơi ăn trốn, ở, sức khỏe của người thân hoặc bè bạn. Nếu là chuyện của mình thì nên tìm gặp quý nhân để cho biết ý kiến, không nên vội vã. Có chuyện buồn về tiền bạc. Tử vi tuổi ngọ. Tất ngọ bán hợp mang tới những tin vui trên đường tình duyên của người tuổi ngọ. Quý nhân chỉ lối dẫn đường cho đôi lứa tìm đến với nhau, người độc thân chẳng còn cô đơn mà đã có cơ hội rõ ràng hơn để tìm được người chung lối người đã có gia đình có được những niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng vô cùng lớn lao hạnh phúc gia đình cho bạn thêm nhiều động lực để phấn đấu cho tương lai của bản thân cũng như những người mà mình yêu thương nhất tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình tuy nhiên kiếp tài cản trở việc kiếm tiền của con giáp này trở nên khó khăn vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà mệnh chủ có thể sẽ phải trả giá đắt mất tiền hao của tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim không nên tiến hành công việc đi xa không nên có sự giao kết hẹn gặp chỉ đem đến điều bất lợi không có kết quả cầu mong tin tức không tốt tâm tình bất an nên ngồi tại chỗ kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mọi việc đều chưa kết thúc chưa có sự giải đáp thỏa đáng tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy gặp lại người xưa việc cũ sự mong cầu về tiền bạc còn chậm dễ hao tài ngày có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro cháo trở đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ máy móc sức khỏe không tốt gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro đau ốm bệnh tật có tăng hoặc có tin xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trái quán không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt cẩn trọng đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin tức ở xa Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự thay đổi biến động về công danh cũng như về tình cảm, sức khỏe. Hoặc những sự việc chờ đợi đã lâu nay có sự xuất hiện. Không nên mong cầu chuyện lớn lao về tiền bạc tài lộc. Có được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gia đạo có nhiều tin tức ở xa hoặc nhà có đình đám, tiệc tùng, khách đến. Cẩn trọng trong việc sử dụng phương tiện đi lại, xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi mùi. Cục diện tương phá báo hiệu tiểu nhân xuất hiện khiến cho công việc của người tuổi mùi gặp rất nhiều trở ngại. Bạn khó lòng hoàn thành công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà kẻ ghen ghét luôn tạo khó khăn, bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc đình trệ. Hung thần này còn gây ra ảnh hưởng lớn với con giáp này trên phương diện tình cảm. Nếu đã có gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt. Vốn dĩ mâu thuẫn tiềm ẩn từ trước đó, nay gặp thời cơ bùng phát khiến cho cả hai đều mệt mỏi căng thẳng. Bạn cần phải quan tâm và tâm sự với đối phương nhiều hơn sức khỏe của bản mệnh hôm nay có phần xa sút nhất là người có tiền sử bệnh dạ dày, người sinh hoạt thất thường, người lao lực, làm việc quá sức. Nếu không chú ý hơn tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ thì rất có thể bạn sẽ vô tình khiến bệnh tình trở nặng đấy. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình. Nếu có sự mong cầu về tình cảm, giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ, nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt. Có tin tức ở xa có tài lộc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa có sự sai hẹn rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách quán mọi việc cần nên nhẫn nại không nên chỉ nghe ý kiến của một phía cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định có tin tức ở xa về chuyện tình cảm sức khỏe bổn mạng của người thân có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không có gì phải nóng vội khi có người đến báo tin về công việc cũng như về tình cảm tuy gặp điều tốt nhưng cũng nên nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và nêu những ý kiến của mình cho vấn đề được tốt hơn có cuộc đi ngắn mọi việc không nên quyết định nhanh chóng tình cảm tốt tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc trong ngày có nhiều biến chuyển thay đổi hoặc có sự gặp gỡ không hẹn trước không nên hấp tấp vội vàng khi có ý định thay đổi phương hướng công việc làm ăn hoặc về chuyện tình cảm có tin buồn nếu hoàn cảnh hiện tại có sự bất lợi và có người đến mời hợp tác làm ăn hoặc có tin thì không nên trả lời dứt khoát Tử vi tuổi thân. Ngày hôm nay, nhờ thiên tài che trở nên người tuổi thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý. Chuyện tình cảm của những chú khỉ hôm nay có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng giã gạo nơi xây nghệ tổ chim hoặc lồng chim do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình có sự thay đổi công danh chức vụ phương hướng làm ăn hoặc nghe tin về chuyện này nên cẩn trọng trong mọi hành động đi lại di chuyển dễ gặp rủi ro tai nạn có tin buồn tài lộc chậm hoặc có mà phải chia phần chi phí cầm tiền của người khác tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên hấp tấp trong mọi hành động nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi xoay chuyển sức khỏe không tốt nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa có khách đến tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày không tốt mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đề phòng sức khỏe không tốt có tin buồn việc xảy ra không được như ý nên di chuyển đi xa gặp gỡ không nên ngồi tại chỗ ngày có nhiều công việc đến tốt xấu lẫn lộn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sự hẹn ước có thay đổi tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi dậu ngày tuất dậu tương hại khiến người tuổi dậu khá phiền lòng vì các mối quan hệ tiến triển không như mong muốn đồng nghiệp không hiểu ý nhau dễ dàng xảy ra mâu thuẫn do quan điểm trái ngược gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ công việc chung của tập thể bạn cũng không biết làm thế nào để điều hòa những mâu thuẫn này nên có xu hướng mặc kệ ngày này bản mệnh cũng dễ phải đối mặt với tiểu nhân vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn có năng lực ra sao đến lúc đó kẻ tiểu nhân cũng sẽ không thể làm được gì bạn bù lại trong chuyện tình cảm mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia nếu công việc gặp bế tắc đừng ngại ngần tâm sự với người ấy hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng hơn nhiều tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mích lòng hiểu lầm có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến hỏi ý kiến về chuyện đi xa thay đổi hoàn cảnh hiện tại tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại nên cẩn trọng trong việc vận chuyển đi đường sử dụng xe cộ máy móc nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm nhân nghĩa mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói dễ gặp chuyện thị phi phiền lòng không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt không nên luyến tiếc những gì còn sót lại tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ tiến thoái lưỡng nan chỉ nên ngồi yên không nên tính toán thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết nên chờ đợi vào một dịp khác có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày có nhiều sự bận rộn vì có nhiều công việc và nhiều người đến nên tiến hành những việc đã nằm trong dự tính không nên dính líu đến những chuyện của người khác có người ra đi tài lộc trung bình dễ hao tốn về giao thiệp tiệc tùng tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim chuyện tình cảm hoặc sự giao thiệp qua lại giữa mình và mọi người đã đến lúc có sự thay đổi cũng không nên kéo dài nên bày tỏ ý định có tin buồn vui lẫn lộn nên tránh đi vào đám đông sẽ không có lợi ngày có sự hao tốn hoặc hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi tuất thực thần nhập cục mang tới cho người tuổi tuất những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn cơ hội làm giàu đang ở rất gần với con giáp này bạn tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tràn ngập tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn con giáp này hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình đi nhé đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn trong chuyện tình cảm con giáp này được người ấy trao gửi tình cảm rất nhiều bản mệnh hạnh phúc khi sống trong tình yêu nhưng đừng quên là tình yêu đến từ hai phía bạn cũng cần phải thể hiện điều gì đi nhé tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết nôn nóng sẽ không có kết quả sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày gia đạo có nhiều âu lo có tin buồn cẩn trọng sức khỏe không được tốt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng không nên ngại sự hao tốn hãy giải quyết những việc đang ở trước mặt không nên chú trọng vào sự đóng góp ý kiến hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vì đây là uy tín và danh dự có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội tốt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến sẽ có hậu quả trái ngược nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày đề phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu, sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, không nên ngại sự hao tốn, hãy giải quyết những việc đang ở trước mặt. Không nên chú trọng vào sự đóng góp ý kiến hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vì đây là uy tín và danh dự. Có quý nhân giúp đỡ hoặc gặp cơ hội tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên hoặc chỉ là hư danh dễ gặp rủi ro hao tài ngày không tốt chỉ nên nghỉ ngơi tử vi tuổi hợi hôm nay điểm báo tử vi cho thấy hung vận của người tuổi hợi khá lớn lấn át cả các vận con giáp này cần phải đề phòng sẽ gặp những chuyện thị phi, đồn đại lung tung ảnh hưởng tới sự nghiệp của bản thân do thiên quan gây rối. Trong những lúc khó khăn, đừng ngại ngần hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác. Chắc chắn mọi người sẽ nhiệt tình cho bạn lời khuyên phù hợp thôi. Đường tình duyên ảm đạm. Con giáp này quay cuồng với chuyện công việc nên chẳng có thời gian để chăm sóc cho người mình yêu, cuộc tình đầy những trái ngang trắc trở. Bạn cũng chẳng muốn đương đầu với những rắc rối đó trong lúc này nên tỏ ra khá thờ ơ, mặc kệ mọi thứ xảy ra, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên đã đến lúc tình thế thay đổi nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác có sự tu bổ sửa chữa mua sắm nhà cửa đồ đạc vật dụng có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp di chuyển tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày có tin về chuyện tình cảm sức khỏe hôn nhân sinh nở của mình hoặc người thân công việc như thế nào thì làm nên thế ấy chớ tính toán cao xa không có lợi sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có tiền mà phải phân chia cầm tiền của người khác có quý nhân đến tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ văn tự đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót hư hại lùng cùng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc có tin vui của bè bạn thân nhân ở xa làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả không nên tin vào người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim dù công việc có khó khăn đến mấy nhưng nếu đã có dự tính thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình không nên e ngại sự trắc trở trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nếu không phải là chuyện của mình thì không nên vướng vào có nhiều sự bất hòa, bất mãn, chắc trở khó khăn trong nội bộ người thân, bè bạn, đồng sự. Do đó, công việc khó có sự trôi chảy, hay gặp trở ngại, bị bỏ dở, dễ có sự sai sót. Ngày không nên quyết định những chuyện lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.